Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Trống và Lân Hương Đại. Hôm nay cơ sở sản xuất Trống Lân Hương Đại xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm lân mò vảnh màu trắng, hàng siêu đẹp. Đó, các bạn đừng nhìn nhé. Đây là hàng bên Hương Đại sản xuất, được vẽ vảy rồng, bộ đuôi màu trắng rất đẹp. Hàng được phủ bóng cao cấp nhé. Mọi người cần mua hàng xin hệ số điện thoại 0385768789, địa chỉ tổ 13 Tống Xá, thị trấn Lâm, huyện Yên, tỉnh Nam Định để mua hàng, tránh tình trạng lừa đảo. Bây giờ mọi người cùng thưởng thức test. Rất đẹp luôn. Quay đuôi cho đây cho này em ơi. Giật mạnh vào. Rất đẹp luôn. Em giật mạnh lên, giật mạnh thả tay ra. Đúng rồi đấy, vậy. Đấy, giật mạnh thả tay luôn nha. Đấy. Ok. Đây anh em đang test lên. Cảm ơn mọi người rất nhiều.